Đây là mèo Min này. Mèo Min này có một cái váy mới. Hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích cái váy này. Các bạn thích cái váy này của mèo Min thì hãy nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh, ủng hộ channel Vision Mèo VN nha. Min mà muốn cóc. Mình phát hiện là mèo Min mặc mấy cái áo mà nó có nhiều màu sắc này rất là phù hợp. Nên dạo gần đây mình đang may rất là nhiều áo như vậy cho mèo Min.